xin chào các bạn đã quay trở lại với video mới của Gấu. Đây là cái video đầu tiên sau khi mà Gấu xỏ cái khuyên mũi. Khi mà mình đã up cái video mà về hình xăm và những cái khuyên cùng với hai cô bạn Kim Biên Ngô và An Nguyễn, thì trong cái buổi ngày hôm mà mình đi up cái clip đó lên trên YouTube thì Gấu đã làm cái khuyên mũi này. Nếu mà nói thì nó khá là đau, tại vì khi mà mình chích thuốc tê Gấu khóc luôn. Và nhưng mà đến lúc mà chích thuốc tê xong, lúc mà người ta làm thì mình không có cảm giác gì hết. Hiện tại thì đừng có đụng vào thì được, còn mọi thứ đối với Gấu hiện tại đó rất là ok. Và mình cảm thấy rất là thích cái khuyên mũi này, nó dễ thương mà, nhìn mình cũng dễ thương nữa. Cho nên là mình nghĩ là tại sao mình lại không đi làm ngay từ đầu. Và cái ngày trong hôm nay thì cái makeup look các bạn cũng sẽ để ý là sẽ thấy có hơi một chút xíu lạ ở trên lông mày. Đó chính là Gấu đã thử vẽ một ít màu xanh cho nó hợp với cái màu tóc của mình lên trên phần lông mày, để xem nó có nhìn có cool không. Nhưng mà nhìn cái makeup look này chắc là sẽ không có đem ra ngoài đường được, Gấu chỉ có thể quay video cho các bạn thôi. Nãy giờ nói lan man thì cũng hơi nhiều, bởi vì chúng ta sẽ vào vấn đề chính. Và ngày hôm nay sẽ là một cái clip để chia sẻ với các bạn những món đồ mà Gấu đã mua tại bên hàng. Và Gấu mua ở trên trang web là W2Beauty của Hàn Quốc. Những món ở đây thì đa phần thì Gấu chọn là mua của hãng Etude House. Mình đã rạch ra rồi, nhưng mà những sản phẩm trong này thì Gấu vẫn chưa sử dụng, nó vẫn nằm ở trong bao bì, cho nên là mình vẫn chưa test thử được là những sản phẩm này như thế nào. Và khi mà mình mở ra thì chúng ta sẽ cùng nhau xem thử là những sản phẩm này có hay ho và chất lượng của nó có tốt hay không nhé. Và để bắt đầu thì các bạn đừng quên subscribe channel của Gấu và like video này nếu như bạn thích nhé. Gồm có một bảng màu mắt, một cái cushion, một cái bóp bằng silicone và hai thỏi son. Đối với cái son tint thì đáng ra là Gấu mua tất cả là 6 màu, nhưng mà không hiểu tại sao là người ta chỉ gửi cho Gấu chỉ có 2 màu thôi. Và sau đó là mình đã call ngay lập tức cho bên đó, thì bên đó là kể thấy xin lỗi và hứa hẹn sẽ đền bù và một cái khác. Nhưng mà mình rất là tiếc, tại vì thực sự là mình rất là muốn thử tất cả 6 màu để mình làm thành một cái clip swatch son riêng cho các bạn. Và đây là những cái sample mà Gấu được bên website tặng kèm. Và cái đầu tiên đó chính là cái bảng màu mắt của Etude House có tên là Play Color Eyes màu Cherry Blossom. Gấu biết cái bảng này cũng khá lâu rồi, tại vì nó cũng ra cái bảng này hình như hồi mùa xuân đầu năm nay. Nhưng mà đến tận bây giờ thì mình mới có dịp thử. Tại vì bản thân của Gấu không có phải là một người thích những cái màu sắc bánh bèo như thế này. Nhưng mà tại vì thật sự thì nhìn nó rất là dễ thương, cho nên là Gấu cũng muốn test thử xem là cái sản phẩm của bên Etude House nó sẽ như thế nào. Và cái bảng màu này thì nó gồm có 10 màu. Và khi mà Gấu mua cái sản phẩm này ở trên cái website đó thì giá chính thức của nó là 23 đô nhưng mà nó giảm còn 18 đô. Và bây giờ Gấu sẽ test thử trên ra tay tất cả các màu để cho các bạn xem là bảng màu này nó có pigment hay không và màu sắc của nó khi lên sẽ như thế nào. Đây là 10 màu mà Gấu swatch. Màu nó lên rất là rõ ràng. Và cái tông màu của màu mắt này thì nó sẽ chuyên về màu hồng và màu nâu và một chút nhũ. Thế là những bạn nào mà yêu thích sự nhẹ nhàng, dễ thương và yêu thích màu hồng thì các bạn có thể lựa chọn cái bảng màu mắt này. Và cái món tiếp theo mà Gấu mua đó là cushion. Nó là All Day Perfect Any Cushion với chỉ số chống nắng là SPF 50 và BA++. Và màu của Gấu mua là màu Petal. Cũng không nhớ là lý do tại sao mình lại chọn cái màu này, nhưng mà hình như là Gấu đã nghiên cứu rất là kỹ. Tại vì nó có khoảng 6 màu thì phải. Nhưng mà cái màu này thì nó sẽ có hơi một chút ánh hồng ở trong đó. Cái về cái case ở bên ngoài thì nó rất là dễ thương. Có những cái sọc trắng hồng phối với nhau rất là đáng yêu. Và khi mà Gấu mua cái sản phẩm này thì nó có giá là 15 đô 50. Bây giờ thì Gấu sẽ test thử nữa ở bên tay thì cho các bạn xem. Do là hôm nay mình quên mất là mình
mình order rồi những gì nó đầy đủ luôn cả một cái gương mặt rồi, cho nên là mình quên mình đã make up trước. Nửa bên trái của gấu là có dùng sản phẩm, còn nửa còn lại thì không. Các bạn có thể thấy là màu sắc lên không có bị sáng quá, rất là hợp với lại da tay của gấu và nó có một chút hơi hồng. Cái này là mình chưa có sử dụng trên mặt, nhưng mà khi mà sử dụng trên tay á thì gấu thấy là nó không có bị dính sau khi mà đánh xong. Nó có một mùi thơm rất là nhẹ nhàng nhưng mà dễ chịu lắm. Đối với những bạn mà có nhiều khuyết điểm thì chúng ta có thể sử dụng em này, tại vì nó có độ cover cao thì nó sẽ tốt hơn cho da của mình. Còn những bạn nào mà muốn biết rõ hơn là cái sản phẩm này nó sử dụng dành cho da dầu hay là da khô thì các bạn có thể để cho gấu test thử vào một buổi nào đó, và gấu sẽ review cái sản phẩm này ở trên fanpage của gấu hoặc là trên Instagram để các bạn có thể rõ hơn. Trời ơi, sao sao lần nào tôi đang quay clip cũng mưa hết vậy. Và cái sản phẩm tiếp theo mà gấu mua nó chính là My Beauty Tool Sugar Silicone Pop. Đây là dạng đánh nền bằng silicone. Chắc là mọi người cũng có đã nghe cái sản phẩm này cũng khá là nhiều từ hồi đầu năm nay. Gấu cũng đã từng mua một cái sản phẩm này ở bên Đài Loan, nhưng mà đến giờ mình vẫn chưa thử. Và sau khi mà gấu xem cái trang web này xong thì gấu lại thấy cái sản phẩm này. Lý do mà gấu mua nó đơn giản lắm, tại vì nó có hình con mèo mà mình thì rất là thích mèo. Cái sản phẩm này có giá là $5. Nhìn cái phần silicone nó có những cái đầu nhọn như thế này thì các bạn có thể dễ dàng tán ở những cái vị trí khóe mũi. Còn cái phần mặt to này thì mình sẽ tán ở những chỗ to hơn. Nhưng mà khi sử dụng cái silicone này thì mình nghe mọi người khuyến cáo mình lấy thật là ít foundation và chúng ta chỉ việc táp lên trên mặt là ổn. Mình sẽ thử vào chiều nay. Mà hai món tiếp theo mà gấu mua đó chính là Dear Darling Teen. Đây là hai cái sản phẩm mà gấu xem ở trên website á, thì nó ghi là limited edition. Thì mình không biết là hiện tại thì mình vẫn thấy nó đang bán, cho nên là mình không biết được là limited là như thế nào. Nhưng mà cái sản phẩm này thì nó có 6 màu, nhưng mà trên tay của gấu thì gấu chỉ có được khoảng 2 màu thôi. Mấy màu kia không có gửi về, buồn quá. Thì hai màu này thì là màu hồng và màu cam. Dễ thương quá à. Đó là hai cái sản phẩm nhìn giống như là que kem vậy đó. Và màu hiện tại khi mà gấu nhìn ở ngoài thì nó khá là cool. Nhưng mà để xem thử khi mà test lên trên tay của mình thì cái hai cái màu này nó sẽ như thế nào nhé. Sẽ mở ở trên này. Nó có mùi dâu. Thơm quá, thơm quá, thơm quá. Đây là một màu hồng rất là nhẹ, giống như là màu hồng baby vậy á. Mọi người nhìn thấy không? Đây là son tin mà, cho nên là gấu nghĩ là nó khá là nhẹ. Khi mà gấu nhìn cái màu này thì gấu đã nghĩ ngay đến cái việc là ngoại trừ khi mà mình sử dụng lên trên môi thì mình sử dụng làm má hồng luôn. Và tiếp theo sẽ là màu cam. Màu cam này cũng khá là nhẹ nhàng. Vậy đó là tất cả những món mà gấu đã mua ở trên trang web w2beauty.com. Đó là những sản phẩm của Etude House. Ở trên trang web này thì gấu thấy nó có rất là nhiều sản phẩm, những sản phẩm mới hoặc là những sản phẩm cũng khá là hay ho. Trong những lần sau gấu có thể order thêm và gấu sẽ chia sẻ với các bạn những món mới mà mình cảm thấy rất là thích. Có một cái chia sẻ với các bạn là nếu các bạn mua trên $60 thì các bạn sẽ được free ship về Việt Nam. Cho nên là khi mà gấu mua những cái sản phẩm này thì họ đã free ship từ Hàn Quốc về cho gấu và gấu sẽ trả có 7.000 cho cái ship từ cái vị trí ở Việt Nam về nhà của mình, chỉ có 7.000 thôi. Các bạn cũng có thể thử, có thể mua cùng với lại các bạn của mình để có thể vừa đủ $60 để chúng ta có thể được free ship về, chứ không là các bạn sẽ phải tốn phí
tại vì phí từ bên hàng về thì Gấu nghĩ cũng không có phải là rẻ đâu. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Tạm biệt và đừng quên subscribe và like video này nhé.